Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nghệ An thêm 4 người tử vong mất tích trong mưa lũ, trong đó có vợ chồng tại tỉnh Nghệ An đã có thêm 2 người tử vong, 2 vợ chồng khác mất tích trong mưa lũ. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, một lãnh đạo xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, một người dân trên địa bàn xã bị đuối nước tử vong thương tâm, nạn nhân là anh NVT sinh năm 1984, trú ở xóm 2 xã Diễn Hải. Anh T bị đuối nước vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày 29 tháng 9 ở đoạn vùng sông và ao hồ gần Nghĩa Trang, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu. Được biết anh T đã có vợ và 3 con nhỏ, một cháu học cấp 2, 2 cháu học cấp 1. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cũng đã có mặt tại gia đình để động viên, thăm hỏi thân nhân anh T, vị lãnh đạo này nói. Trong khi đó, chính quyền xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc và lực lượng chức năng cùng với người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 vợ chồng ở xã Nghi Lâm bị nước cuốn trôi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 9, 2 vợ chồng anh NVA sinh năm 1984 và chị NTL sinh năm 1985 trú tại xóm 12 xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc đang trên đường về nhà. Khi đi tới đoạn cầu Cổ Hòa thì gặp nước lớn cuốn cả người cả xe. Người dân gần đó phát hiện nhưng chạy đến chỉ kịp giữ lại được chiếc xe máy, còn 2 vợ chồng bị nước cuốn trôi. Được biết vợ chồng anh A, chị L có 3 con nhỏ. Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày 29 tháng 9, trong lúc quét dọn nhà cửa sau mưa lũ, chị HTN sinh năm 1976 ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu không may bị điện giật trên mái tôn hở. Khi người con gái chạy ra thấy mẹ nằm bất động đã lập tức hô hoán hàng xóm, tuy nhiên khi người dân chạy đến thì chị N đã tử vong. Như báo Giao thông đã đưa tin, đến chiều ngày 29 tháng 9 đã có 2 người tử vong và 1 người mất tích trong mưa lũ sau bão số 4 Noru. Cụ thể, 2 nạn nhân tử vong là anh NHH sinh năm 1983 ở xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, đi đánh cá không may bị nước cuốn trôi, và ông NVH sinh năm 1967, trú ở xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, do sơ sảnh nên bị nước cuốn trôi ở tràn Khe Thị. Người mất tích được xác định là ông BVT sinh năm 1964 ở xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, đi đánh cá ở khu vực thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn thì không may thuyền lật, người đi cùng may mắn bơi được vào bờ, còn ông T bị nước cuốn mất tích. Như vậy, trong đợt mưa lũ sau bão số 4 từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 4 người tử vong và 3 người đang mất tích. Mưa lũ cũng khiến người dân ở địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu. Dọn dẹp sau lũ, người phụ nữ bị điện giật tử vong. Dọn dẹp sau lũ, chị N không may bị điện nhiễm từ giàn mái tôn giật. Phát hiện sự việc, con gái lập tức hô hoán, nhưng khi người dân có mặt thì nạn nhân đã tử vong. Chính quyền xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận trên địa bàn đã có một người phụ nữ bị điện giật tử vong khi dọn nhà sau lũ. Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tranh thủ lúc trời tạnh ráo, hai mẹ con chị Hoàng Thị N sinh năm 1976 trú xã Quỳnh Mỹ quét sân dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Thời điểm này giàn mái tôn nhà chị N đã bị nhiễm điện nên không may nạn nhân bị giật. Phát hiện mẹ gặp nạn, con gái hô hoán kêu cứu, tuy nhiên khi mọi người có mặt, chị N đã tử vong. Được biết gia đình chị N có 3 người con, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã có mặt để động viên chia sẻ cùng gia đình. Vợ đê ở Nghệ An, hàng trăm người xuyên đêm dầm mưa vá đê. Sau khi phát hiện một đoạn đê Hộ Tĩnh thuộc xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An bị vỡ, lực lượng quân đội, công an cùng hàng trăm người dân dầm mưa thay phiên nhau vá đoạn đê bị vỡ. Theo đó, đoạn đê được phát hiện vỡ vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua. Đây là đê kênh thấp hay còn gọi là đê Hội Tĩnh ở xóm 7 Làng Rà, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Sự cố vỡ đê gây ảnh hưởng đến 6 xóm với 1.700 hộ dân, khoảng 6.000 nhân khẩu. Sau khi phát hiện sự cố, huyện Hưng Nguyên đã huy động các lực lượng và nhân dân tập trung vận chuyển vật liệu để đắp đê. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn, đường vào khu vực hiện trường hạn chế nên công tác hộ đê gặp nhiều khó khăn. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường giữa đêm mưa, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An cho biết phần đê vỡ bị rộng khoảng 5 mét.
Như đã đưa tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to. Mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều địa phương bị ngập sâu, cô lập, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Hàng loạt các địa phương ghi nhận tình trạng ngập lụt như Thanh Chương, Thái Hòa, Nghi Lộc, Yên Thành, Con Cuông, Quỳnh Lưu. Tỉnh Nghệ An đã có 4 người tử vong và 3 người đang mất tích. Theo báo cáo nhanh của huyện Quỳnh Lưu, nước dâng cao đã tràn vào nhà 5.559 hộ ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Thọ. 8 hộ dân xã Quỳnh Tam, Quỳnh Nghĩa phải di rời. 701 hộ tại xã Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, Tân Thắng bị nước cô lập. 3 nhà dân tại xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Tam bị tốc mái. Nghệ An tổng lực chống lũ không để người dân đói ăn thiếu mặc. Tham gia chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Quỳnh Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào lâm cảnh đói ăn thiếu mặc. Chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Quỳnh Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo tính mạng sức khỏe cho người dân vùng lũ. Đặc biệt chú trọng với các đối tượng yếu thế như người già trẻ nhỏ, tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào lâm cảnh đói ăn thiếu mặc. Ông Thái Thanh Quý yêu cầu mưa lũ vẫn bủa vây cả một địa bàn rộng lớn của huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông Hoàng Danh Lai, Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu cho hay, công tác di tản người dân ra khỏi những vùng nguy hiểm đang được gấp rút thực hiện. Mưa lũ kỷ lục gây ngập lụt gần như cả huyện, công tác ứng cứu di dời tài sản cho dân đang được triển khai giao diết, ông Lai nói. Mưa lớn khiến lũ ập về, hàng nghìn người dân tại huyện Quỳnh Lưu buộc phải rời nhà di tản đến nơi tránh trú. Báo cáo từ chính quyền đến thời điểm hiện tại có 5.559 nhà dân bị ngập, hơn 1.334 hecta rau màu, 947 hecta nuôi trồng thủy sản chìm dưới dòng nước xiết. Nhiều cơ quan, công sở, trường học bị ngập, nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, đập hóc cối tại xã Quỳnh Tam không trụ nổi đợt mưa lớn đã bị sạt trượt, dò dỉ nước. Hơn 100 hộ dân vùng hạ du được di dời khẩn cấp trong đêm. Lo ngại khả năng vỡ đê, chính quyền và người dân bản địa trắng băng dòng lũ miệt mài gia cố. Lũ dâng nhanh, hàng nghìn hecta lúa mổ của nông dân các xã Quỳnh Châu, Tân Sơn, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, 1.333 hecta ngô, rau mổ các loại ở các xã Quỳnh Yên, Quỳnh Tân, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Quỳnh Văn, Diễn, Quỳnh Giang, Quỳnh Thanh đổ rạp trong nước, 950 hecta nuôi thủy sản thiệt hại, 5.978 gia súc gia cầm bị chết, 4.255 tấn muối trong kho của nông dân bị chôn vùi trong biển nước. Kề vai sát cánh của người dân vùng bị cô lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lâm chiều ngày 29/9 huy động xuồng vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống tiếp tế cho hàng trăm hộ dân địa phương bị lũ chia cắt, di chuyển tài sản vật nuôi đến nơi tránh trú an toàn. Bà Phạm Thị Hải Yến, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu cho hay, cơ quan này đang kêu gọi các tổ chức thiện nguyện, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ tiếp sức người dân vùng lũ sớm vượt qua thời khắc khó khăn. Mưa lũ khiến địa phương thiệt hại hết sức nặng nề. Những sự hỗ trợ dù nhỏ nhưng gửi gắm tình cảm lớn của bè bạn gần xa sẽ làm bà con cảm thấy ấm lòng, bà Yến chia sẻ. Chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của mưa lũ, chính quyền huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi kêu gọi sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo 100% quân số thường trực sẵn sàng ứng cứu người dân. Hơn 300 trường học ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học do mưa lớn ngập sâu. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết mưa lớn gây ngập lụt nhiều địa phương nên đã có 13 trên 21 huyện thị với hơn 300 trường nghỉ tổ chức dạy học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Thầy Trần Xuân Nhương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu thông tin mưa lớn khiến giao thông ở nhiều xã thị trấn bị chia cắt, ngập lụt cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng đã chỉ đạo các trường trước mắt cho học sinh nghỉ ngày 29/9. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết thực tế để chủ động tổ chức dạy học. Ngoài ra, phòng cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp với địa phương đảm bảo an toàn tại chỗ cho học sinh, nhắc nhở gia đình không cho con em đến vùng nước ngập, nơi có biển cảnh báo nước sâu. Cấm qua lại, cũng như huyện Quỳnh Lưu, huyện Thanh Chương đã thông báo cho học sinh nghỉ học do thời tiết mưa lớn gây ngập sâu, đặc biệt là những xã dọc hai bên sông Răng và sông Lan đang bị ngập sâu, trong đó trường mầm non Võ Liệt bị tốc mái nhà bếp bán trú cho trẻ, trường mầm non Thanh Mỹ bị nước lũ cuốn đổ tường bao. Địa bàn chỉ có một số trường ở khu vực cao an toàn như thị trấn Thanh Chương, xã Thanh Phong, Thanh Yên vẫn đang dạy học bình thường. Tương tự, các huyện vùng núi Nghệ An,
mưa lớn những ngày qua khiến nước sông suối dâng cao, sạt lở đất. Huyện miền núi Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, học sinh một số trường cũng được thông báo nghỉ học khi mưa lớn chưa dứt. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.